Bộ Y tế tiếp nhận 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở, nhanh và chính xác, cho kết quả nhanh sau chưa đầy 1 phút. Sáng ngày 4 tháng 6 năm 2021, tại Bộ Y tế, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tiếp nhận 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở và vật tư tiêu hao phục vụ cho 2 triệu mẫu test của tập đoàn Vingroup trao tặng với tổng giá trị hơn 460 tỷ đồng, tương đương 20 triệu USD. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng công nghệ vào phòng chống dịch bệnh COVID-19, tập đoàn VinGroup đã đàm phán thành công với công ty Britonix Singapore, nhà sản xuất máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở đầu tiên trên thế giới để đưa thiết bị này về Việt Nam từ nay đến hết tháng 8 năm 2021. Phương pháp xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở có ưu điểm đặc biệt nổi bật là nhanh chóng, độ chính xác cao và không cần phải lấy dịch tị hầu, hồng. Người được đưa đi xét nghiệm chỉ cần thổi vào miệng van một chiều dùng một lần được kết nối với dụng cụ lấy mẫu hơi thở. Hơi thở ra được thu thập và đưa vào một khối phổ kế tiên tiến để đo lường. Theo các nhà phát triển, máy xét nghiệm này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, phát hiện những thay đổi sinh hóa trong hơi thở để phát hiện COVID-19, cho ra kết quả trong vòng chưa đầy một phút với độ chính xác hơn 90%. Thiết bị xét nghiệm này đã được Cơ quan Khoa học Y tế của Singapore HSA cấp phép. Phát biểu tại buổi trao tặng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những hỗ trợ và đồng hành của tập đoàn Vingroup cho hoạt động phòng chống dịch của ngành y tế trong suốt hơn 1,5 năm qua để cùng ứng phó với đại dịch, cũng như trong các công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung. Ngay từ đợt dịch COVID-19 đầu tiên, khi biết ngành y tế gặp khó khăn về test xét nghiệm, tập đoàn Vingroup đã liên hệ và tiến hành hỗ trợ ngay test để phục vụ nhu cầu xét nghiệm nhanh, phòng chống dịch ở các địa phương, góp phần nâng cao năng lực xét nghiệm của các địa phương. Ở đợt dịch này, công suất và năng lực xét nghiệm của Việt Nam đã là trên 2,8 triệu mẫu, bằng tổng số mẫu của ba đợt dịch trước cộng lại. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin và cho biết trong điều kiện nắng nóng hiện nay, cán bộ, nhân viên y tế đã rất vất vả khi lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, Toàn ngành đã nỗ lực vượt khó để nâng cao năng lực công suất xét nghiệm, góp phần nhanh chóng khống chế dập dịch. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, khi biết tin Singapore đã cấp phép cho thiết bị xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở đầu tiên trên thế giới, tập đoàn Vingroup đã liên hệ để mua thiết bị này và trao đổi để giúp ngành y tế nâng cao năng lực xét nghiệm, giảm áp lực cho cán bộ nhân viên lấy mẫu theo giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long thiết bị xét nghiệm này là công nghệ hoàn toàn mới ứng dụng công nghệ ai để đảm bảo công suất xét nghiệm nhanh hơn từ đó góp phần giảm gánh nặng trong lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ nhân viên y tế giúp các cơ sở y tế những nơi cần thực hiện tầm soát trên quy mô lớn triển khai xét nghiệm nhanh hơn cảm ơn tập đoàn vingroup đã dành kinh phí lớn để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch nếu hệ thống này đáp ứng được nhu cầu chống dịch, chúng tôi sẽ trao đổi với tập đoàn để mở rộng việc đưa thiết bị xét nghiệm này về Việt Nam. Tôi được biết tập đoàn Vingroup đang đẩy nhanh vấn đề hợp tác với các đối tác nước ngoài về tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 để chúng ta dần tiến đến tự chủ về vaccine. Chúng tôi đánh giá rất cao việc này của tập đoàn, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh. Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Thiếu Hoa, tổng giám đốc Vinhomes, đại diện tập đoàn Vingroup bày tỏ lời cảm ơn, trân trọng đối với đóng góp, hy sinh của ngành y tế trong công cuộc chiến phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian qua và cho biết tập đoàn luôn đồng hành cùng ngành y tế trong công cuộc chiến phòng chống dịch cũng như trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tập đoàn Vingroup hiện là một trong những doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong các hoạt động tài trợ phòng chống dịch tại Việt Nam. Sáng cùng ngày, tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm việc trực tuyến với Johnson Johnson trao đổi về vấn đề nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên tích cực đàm phán về cung ứng vaccine của Johnson Johnson cũng như vấn đề chuyển giao công nghệ trong sản xuất vaccine của hãng tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ quan điểm của Việt Nam là làm sao để tiếp cận vaccine nhanh nhất, sớm nhất và rộng nhất để phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân. Thông tin trao đổi tại buổi làm việc cho biết, cùng với mong muốn của Johnson Johnson có kế hoạch cung ứng vaccine COVID-19 cho Việt Nam, phía Việt Nam cũng mong muốn được hợp tác với Johnson Johnson về gia công và chuyển giao công nghệ để thiết lập nhà máy sản xuất vaccine tại Việt Nam. Đại diện Johnson Johnson đánh giá cao công tác phòng chống dịch hiệu quả của Việt Nam về khả năng cung ứng vaccine COVID-19 của Johnson Johnson. Đại diện Johnson Johnson cho biết hãng đã tham gia cơ chế Covax với cam kết cung ứng 200 triệu liều từ nay cho đến cuối năm 2021. Phía Johnson Johnson cam kết sau cuộc làm việc với Bộ Y tế, Johnson Johnson sẽ nỗ lực triển khai tất cả các giải pháp để thúc đẩy nhanh trong quá trình cung ứng vaccine của Johnson Johnson qua cơ chế COVAX. Làm sao để Việt Nam có vaccine của Johnson Johnson sớm nhất, đồng thời phía Johnson Johnson cũng cho biết đã có kế hoạch để nộp hồ sơ đăng ký vaccine Johnson Johnson tại Việt Nam đại diện của johnson johnson cho biết thêm hãng sẽ nghiên cứu khả năng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho việt nam